Một cái quán ăn theo phong cách hiện đại là nơi có thể xả stress với lại món gà đập thố vô cùng hấp dẫn luôn. Thêm mấy cái món khói bay nghi ngút vừa thu hút mà vị nấu rất là chuẩn nha. Đồ ăn ở đây thì thực sự rất là ngon, không gian quán rộng rãi. Mình sẽ ngồi trên những cái bàn ghế gỗ rồi chiều cùng với bạn bè là ngon hết sảy luôn. Hello các bạn, lại là Phúc đây. Để chiều theo yêu cầu của nhiều bạn thì Phúc sẽ bắt đầu thâm nhập quán ngon ở khu Thủ Đức nè. Quán này có tên là Trạm ở số 927 đường Kha Vạn Cân, phường Linh Trung, Thủ Đức. Quán này giống như một điểm dừng hẹn hò cuối ngày sau giờ làm cực kỳ hợp lý luôn. Trong lúc chờ món gà đập thố nổi tiếng thì Phúc làm một cái mâm thập cẩm nướng đủ loại là 279.000. Cái mâm combo này các bạn nhất định phải nói lại là một trong những món nên gọi vì có rất là nhiều món kết hợp như là tôm nướng sa tế, sườn nướng mật ong, chặn dừng nướng muối ớt, ăn cùng với lại bò sốt tiêu, thêm đậu bắp và thêm một ít đồ chua đủ loại. Cái món này Phúc chấm 9.5 trên 10 điểm nè, vì mỗi món có một cái hương vị riêng biệt nha. Bạn nhân viên có giới thiệu cho Phúc cái món mực sông hơi Trạm thì cái món này thực sự là bắt mắt về hình thức. Ở đây thì quán sẽ bỏ đá nóng ở đáy chum, xếp xả cây lên trên, mình sẽ sắp mực đã được ướp sốt lên trên, chế miếng nước cho khói bay nghi ngút chừng 1 phút là mở ra ăn liền được rồi. Lâu lâu đi ăn gặp ngay cái quán có món nước chấm thực sự rất là ngon, hai loại nào cũng hợp hết trơn á. Cái món thứ ba là cái món mà Phúc hay gọi để bổ sung thêm rau và chất xơ nè, cho nên mình gọi một cái phần rau củ luộc ăn cùng với lại kho quẹt tóp mỡ tôm khô và tiêu xanh thơm lắm. Nhân vật chính đã xuất hiện, một cái chum bằng đất nung đựng gà quay bên trong đang chờ đợi Phúc cho ra bên ngoài. Nhưng mà thiệt là hơi su cà na, tôi đập hoài mà cái thố không có bể cho nên phải nhờ một cái bạn nhân viên ra đập giùm, nhưng mà chừng 5 nốt nhạc thì em gà quay thơm ngon đã rớt xuống bàn rồi. Thực sự là chiều nay mình được xả stress bởi một cái kiểu ăn mới mà đảm bảo là các bạn xem clip thôi đã thấy thu hút rồi. Quán phát cho mình một cái đôi bao tay để xé gà và thưởng thức luôn, vì gà ta cho nên thịt chắc vô cùng luôn, da mỏng lét nêm nếm cực ngon luôn. Menu ở đây thì giá cực kỳ hạt rẻ luôn nha. Như các món lai rai chỉ từ 49.000, các món nhâm nhi là 119.000, các món combo mâm tầm 259.000 thôi, rồi các món nướng thay chỉ từ 69.000 và hàng trăm món khác nữa. Quán mở cửa từ 4 giờ chiều cho đến tối mỗi ngày, các bạn đừng quên nói lại để có thể khám phá thêm nhiều quán ngon cùng Phúc nha. Hẹn gặp lại các bạn ở video review ngày mai.